sẽ ra sao nếu các siêu nhân bị mất thiết bị biến thân vào tay kẻ xấu. Trong movie Hurricane vs. Garranger, với sự giúp sức của Xuê Xuê và Yabai Ba, Chu Bầu Dư đã cướp được 5 chiếc G-phone và yểm bùa các Garranger trong một hang động. Gao Trắng đã trốn thoát và cầu cứu Hurricane. 5 giáo đầu bóng tối của Jakanda xuất hiện và dùng G-phone biến hình thành các Garranger hàng pha ke với những câu khẩu hiệu hết sức nhảm nhí. Nhưng Gao Bạc đã xuất hiện, giúp họ lấy lại G-phone và biến hình trở lại thành những Garranger công lý. Trong DVD GoBuster, Jay bị nhiễm một loại virus lạ sau khi uống một lon Enertron do Vagrass sản xuất. Tất cả nằm trong kế hoạch của Enter. Hắn dễ dàng thao túng anh và cướp được Morphine Blaster từ tay của Masato Jin, sau đó biến thân thành Beatbuster, nhưng nhìn lạ lắm. Sau một hồi vật lộn xoay sở thì Jin cũng đã diệt được virus cho Jay và lấy lại được Morphine Blaster từ tay Enter. Trong tập 40 và 41, mặc kệ những lời khuyên ngăn của các Tokuser, Akira trong hình dạng Zaram đã cùng tướng sư Barutsu tấn công vào nhà ga lâu đài, nhưng đã bị hoàng đế Zetto đánh bại và cướp được Apri Changer, sau đó tấn công Zaram trong dạng của Tokyo Rokugo. Nhưng với sự giúp đỡ của Raito, Akira đã lấy lại Apri Changer và đồng ý ở lại với các Tokuser để giúp họ lấy lại thị trấn của mình.